À, Thắng xin kính chào anh chị, rất vui được gặp lại anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Thắng. Hôm nay là một ngày rất là vui anh chị, một ngày cuối tháng 3 nha. Hôm nay đó là ngày 31 tháng 3 nè. Thắng làm một cái lễ bàn giao xe, chiếc xe Innova Venturer 2022 về cho anh chị khách hàng ở Biên Hòa, Đồng Nai nha. Thì mỗi một chiếc xe thì đều để lại cho Thắng một cái câu chuyện anh chị. Thì đối với chiếc Innova Venturer này thì khách hàng đã liên hệ với Thắng tầm khoảng đâu một tháng rưỡi. Thì thông qua tư vấn thì anh có dự định là đổi chiếc xe Vios để lấy chiếc 7 chỗ. Thì sau khoảng một tháng rưỡi tư vấn về hồ sơ ngân hàng nè, rồi tìm xe thì cuối cùng anh cũng tìm được một chiếc xe ưng ý và đã tiến hành trao đổi chiếc Vios bản G 2019 màu bạc để lấy chiếc Innova Venturer 2022 này. Thì thông qua video này thì Thắng cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả những anh chị khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với Thắng trong suốt khoảng thời gian vừa qua, để Thắng có thêm động lực nè, rồi tiếp tục cái nghề mua bán xe này và hỗ trợ anh chị về mua xe, hoặc là anh chị đang cần bán lại một chiếc xe thì Thắng sẽ cố gắng hỗ trợ anh chị một cách tốt nhất nha. Chiếc Innova Venturer này thì chạy có 19.000 cây anh chị, 19.000 cây y như xe mới luôn. Y như xe mới luôn, 2022, và còn cái chính sách bảo hành toàn quốc đến năm 2025. Thì trước đó cái xe này là biển thành phố anh chị, 51K nha. Thì anh khách hàng, anh Ninh ở Biên Hòa, Đồng Nai đã bấm được cái biển số 60K nè, 29752. Đó. Thì xe này là cũng anh cũng có sự hỗ trợ trả góp của ngân hàng tài chính Toyota anh chị. Đó, thì làm rất là nhanh. Thắng gom hồ sơ và làm cố gắng làm nhanh nhất có thể cho anh, để anh có được một chiếc xe để mà sử dụng. Thì cái xe này theo dự định của anh Ninh á là sẽ chạy dịch vụ của công ty nha, có ký hợp đồng ở công ty và chạy công ty để kiếm thêm thu nhập. Đó. Thì công ty cũng yêu cầu những chiếc xe mà đời mới như thế này, thì anh đã quyết định bán đi chiếc Vios và lấy chiếc này. Xe thì nhìn không khác gì xe mới. Bộ ghế nỉ là zin luôn nè, chạy sàn lại mới cho anh luôn nè. Thì hôm nay Thắng sẽ làm cái lễ bàn giao xe cho anh Ninh. Thì anh cũng đang trên đường tới để nhận xe. Thì hôm nay thì Thắng cũng như tất cả những anh chị khách hàng đang xem video của Thắng thì cùng nhau gửi những lời chúc tốt đẹp nha, gửi lời chúc tốt đẹp đến cho gia đình anh Ninh. Chúc anh nhận xe hùng phát và gặt hái được nhiều thành công. Còn những anh chị khách hàng nào mà đang lăn tăn muốn mua một chiếc xe hay là muốn bán một chiếc xe, cần được tư vấn thì hy vọng anh chị sẽ luôn ủng hộ Thắng nha. Gọi cho Thắng qua số điện thoại quen thuộc là 0938 926 425. Thắng sẽ hỗ trợ anh chị về kỹ thuật nè, về mua xe nè, về bán xe nè, về hồ sơ ngân hàng nè, bảo hiểm nè, tất cả mọi thứ liên quan tới xe. Thì mong rằng anh chị sẽ luôn ủng hộ và tin tưởng Thắng trong thời gian sắp tới. Rồi, xin cảm ơn và hẹn anh chị ở những video lần sau nha.